chào mừng mọi người đã quay trở lại với CL Reaction. Và ngày hôm nay tôi với Võ Huy sẽ react những cái clip dự thi của các bạn đã tham gia The Next CL Team vòng 2. Thì đề thi của chúng ta là cái gì Huy? Thì giờ Huy sẽ nói lại thể lệ thi vòng 2 của mình cho mọi người hiểu nha. Thì là bây giờ mọi người sẽ về quay một cái clip dựa trên một cái sao có sẵn ở trên kênh CL Team. Và sau đó mọi người up cái video đó lên, nhớ là cắm link nhạc và hashtag The Next CL Team. Mọi người có thể biến thể, mọi người có thể quay làm sao. Nói chung mọi người cứ biến thể theo cách mà mọi người muốn, dựa trên cái sao nhạc có sẵn ở trên kênh CL thôi. Thì dựa trên cái sao đó mọi người có thể sáng tạo tùy ý, như là có thể quay một người quay đơn, hay là cũng có thể là quay đối thoại hai người như là tụi tôi, hoặc là cũng có thể biến hình, cũng có thể là nói chung là phát triển cái idea đó ra như là đổi bối cảnh cũng được luôn. Rồi thì giờ tụi tôi sẽ thử xem những clip viral ở trên cái sao nhạc này để xem mọi người làm như thế nào ha. Ok vô. Ok vô. Em ăn rồi anh ăn đi. Thịt này thịt gì mà ngon dữ rồi ta. Thịt này anh đã ăn qua rồi đó. Nhiều phút này không khớp. Ăn qua rồi hả? Sao anh không nhớ ta? Thịt này có tên là Hoàng Yến. Trời ơi, đồ bánh ly TV quá, đồ ly quá rồi. Thôi, bằng chứng nha. Có Hoàng Yến luôn. Hay quá, có Hoàng Yến trong clip luôn. Thì đây là cái video mà viral nhất trên cái link nhạc này tính tới thời điểm hiện tại là được 166.000 like trong vòng 21 giờ. Thì theo như Phương thấy đây là 1.3 triệu view rồi. Thì trong cái kênh của bạn Yoshida Kim thì Phương thấy hình như trước đó bạn cũng không có làm POV nhiều nè. Nhưng mà hình như là để làm cái clip dự thi này là thuê luôn mấy cơ hay gì luôn á, rất là đầu tư nha mọi người. Đâu có quay mấy cơ đâu, như có xem quay. Đó thì giống như Phương thấy là những cái content, cái này sẽ trả lời được một số câu hỏi của mọi người nè. Đó là bạn Yoshida Kim á, trước đây không có quay POV và theo Phương thấy thì cái lượt view nó cũng không cao à. Không cao, nó cũng đều đều nhưng mà nó không có cái nào kiểu nó viral lên đó. Nhưng mà giống như là mọi người thường hỏi là nếu như mà view thấp thì có sao không, thì giống như là bạn làm nè, nó vẫn lên được 1.3 triệu view nếu như mà cái content nó ok. Giống như Phương nói, vì thấy là những yếu tố để giúp clip này viral, thứ nhất là cái gì, bạn này xinh là thứ nhất ha. Bạn này cũng hình ảnh đẹp, hình ảnh đẹp, góc quay nhìn không có, không góc quay chỉnh chu thì hơi quá, nhưng mà ý là bạn này có một cái sự đầu tư về máy cơ, nghĩa là hình ảnh sắc nét đi, hình ảnh sắc nét có, em thấy em để ý thấy là nó cũng kiểu set đèn nha, chứ không có phải là kiểu quay chơi chơi đâu. Set đèn rồi bắt cận cái dĩa mì, xong rồi bắt cận từ góc này góc kia rồi góc vai nữa, nghĩa là bạn này kiểu có xem qua những clip của tụi mình và bạn này học hỏi theo. Phương thấy là có một điểm cộng đó là bạn đầu tư quay bằng máy cơ. Nhưng mà sao ta, Phương thấy là hiện tại nó có hơi nhiều góc nó kiểu bị sai đắt co, với lại kiểu bị tham góc. Cái này là giống như cái tình trạng bình thường lúc mà mình mới quay mình muốn kiểu đổi góc này góc kia cho đẹp, nhưng mà khi mà mình đổi á mình phải để ý tới cái rắc co đó mọi người, nó phải hợp lý nữa. Với cả có một đoạn là Phương thấy bắt dolly từ ngang qua cái bình hoa nhưng mà lại lấy nét cái bình hoa, không lấy nét hai người đằng sau nha. Thì khi mà mình làm video mình lúc nào cũng phải để ý kiểu focus vô nhân vật chính á, nghĩa là Phương biết cái ý đồ mọi người là muốn ban sao đó, nhưng mà vẫn phải để cho cái nhân vật chính của chúng ta nổi bật nha. Nếu như đánh giá đi, nếu mà là clip view đầu tiên Phương thấy nó cũng ok. Em với Yến nè, à bạn thân. Chiên xào quá nè. Ủa, em không ăn nữa. Em ăn rồi anh ăn đi. Bạn này luôn. Thịt này thịt gì mà ngon dữ rồi ta. Thịt này anh đã ăn qua rồi đó. Ăn qua rồi hả? Sao anh không nhớ ta? Thịt này có tên là Hoàng Yến. Ồ, đúng.
giờ chị khen đi rồi em chê cho, em thấy có nhiều điểm để em ấy đó. Khen hả? Ừ. Khen thì chị thấy khúc đầu á, chị thích khúc đầu là có bất cẩn liên tục đúng không? Không phải, không phải chuyện cảnh liên tục mà bạn biết cách kiểu đặc tả những cái chi tiết để mà dẫn khán giả vô, giống như là về nhà nè, nhìn hôm nay em với Yến làm đồ ăn cho anh nè, anh và ăn tối nha, là cái bạn nam đó về nhà nè, xong rồi đó rửa máu lấy thịt xả đông chiên đồ đó, ông làm mấy cảnh đó là rất là kiểu dắt cuốn người ta coi á. Không thấy diễn ok, nhưng mà tại vì cái góc quay cận á nó bị kiểu zoom vô quá, như cái khúc của bạn nam á là nó zoom vô cái môi của bạn nam bị mất nửa cái môi ở trên này nè, cho nên là khán giả người ta khó hình dung được á. Nói một chung phần là ok là... sáng tạo bạn, với lại kiểu là sao bạn, nếu như bạn làm kiểu bạn ghép nhép sao cho nó khớp với lại cái nó cái hơi lệch đúng không? Hơi lệch lệch mà kiểu lệch hết luôn, nó chứ không phải một cái lệch thôi. Chị nghĩ là lúc mà ghép vô hoặc là chỉnh màu nó sẽ bị từ từ lệch về sau mà bạn quên check lại. Check kỹ lại. Không, nhưng mà em thấy là với một cái bạn mà có lượng follow là chỉ tầm 211 follow mà em nghĩ là trước đấy còn ít hơn nữa đi. Ừ. Thì bạn làm được một cái clip này xong rồi nó kiểu viral lên, nên là kiểu đáp án cho như kiểu chiều nói với bạn nãy là những bạn ít follow á mà kiểu sợ là không quay được POV, là không quay được một clip viral, thì bạn này là một minh chứng sống luôn. Giống kiểu bạn hồi nãy nha, còn được 100.000 follow đi thì ngờ bạn này 200 follow thôi. Tính trung bình là cứ cho là clip này giúp bạn này tăng được 100 follow đi, thì trước đấy là bạn nó chỉ còn tầm 100 follow thôi. Mày nhờ clip đúng này rồi, tăng là mọi người cứ thoải mái là sáng tạo, không cần phải lo. Khi người yêu nhắn tin với nhỏ bạn ghét. Trời ơi, nhắn tin thôi cam mà cho mày chết luôn. Ủa, em không ăn hả? Em ăn rồi, anh ăn đi. Trời ơi, quay dĩa cá. Thịt ngon dữ rồi ta. Thịt này anh đã ăn qua rồi đó. Ăn qua rồi hả? Sao anh không nhớ ta? Thịt này có tên là Hoàng Yến. Trời ơi, video này nó hơi có nhiều khuyết điểm nên cho Phi xin phép chê một xíu nha. Có nghĩa là bạn này thứ nhất là quay hơi bị dịch, có nghĩa là nhìn nó kiểu nó bị dịch đó, góc quay nó không được kiểu liên tục tì. Chị nghĩ nha, chị nghĩ là maybe hoặc là bạn quay trực tiếp trên TikTok luôn và sử dụng cái sound trực tiếp á, và bạn kiểu chỉnh nhân 2 hay nhân 3 gì đó để cho nó bị nhanh á, cho nên là cảm giác như là nó hơi bị tăng tốc hay sao á. Em nó bị đúng dịch rồi, đó, đúng rồi, đúng rồi. Với lại có một cái mà Phương góp ý á, đó là bạn đang quay bằng cam trước và cái góc nhìn của bạn là hẳn như camera luôn, cho nên là cảm giác như cái góc quay nó không có truyền đạt được cái cảm xúc hay gì, không biết sao nữa. Ồ, nếu truyền nhìn thẳng vẫn truyền đạt được cảm xúc hả? Không, ý là nhưng mà đối với một cái content như vậy á, chị nghĩ là bạn nên kiểu đặt cam sao á, và kiểu như đặt xa ra để người ta thấy thêm một cái bối cảnh gì đó hoặc là sao đó, chứ mà nếu nhìn thẳng vô cam thì nó sẽ cảm giác không truyền đạt được thôi. Ok. Nếu như thấy là bạn 260.000 follower thì Phương có vô xem á, là trước đây bạn làm rất là nhiều content về đời sống nè. Thì nói chung là Phương thấy là giống như là bạn chuyển qua bạn làm POV, thì nếu như bạn thích cuộc thi á thì bạn hoàn toàn có thể quay lại nhiều content, giống như là những cái mà Phương với Huy đã góp ý hồi nãy á, thì bạn có thể khắc phục và quay lại những cái clip khác, tại vì một thí sinh có thể làm nhiều video mà, đúng không? Đúng rồi. Người xe sẽ đắp đẹp nha, có đánh đèn nữa nha, tím xanh. Ủa, em không ăn hả? Em ăn rồi, anh ăn đi. Thịt này thịt gì mà ngon dữ rồi ta? Thịt này anh đã ăn qua rồi đó. Ăn qua rồi hả? Sao anh không nhớ ta? Thịt này có tên là Hoàng Yến. Trời, ăn cái chùm chìa khóa nha. Trời, bất cận chùm chìa khóa đó nha. Ý là bạn này có kiểu như đổi góc quay, nhưng mà cái góc quay kiểu thẳng với lại cái góc quay chéo của bạn á, nhìn nó không có quá là khác biệt. Ví dụ mà góc quay thẳng là nó toàn như vậy đúng không, thì khi mà chuyển qua cái góc này bạn nên kiểu zoom lại một chút xíu, kiểu như nó nên cận một chút xíu hay sao đó, thì nó khác hẳn cái góc quay. Còn cái này nó đang đều là hai cái hơi nó toàn, xong kiểu nó dịch qua chút xíu thôi. Với lại em vẫn thấy là nếu như bạn đã đầu tư kiểu như trên một cái bàn làm việc, như kiểu có laptop rồi cái giấy là làm việc rồi, đèn hai bên, đèn một đèn xanh một đèn tím nó đã set up rồi, thì chuẩn bị thêm một đĩa thịt nó cũng đâu có khó đâu. Không, như ý đồ người ta vậy đó, chứ mình đừng có nhìn những cái đĩa thịt nữa. Thì nếu là Phương
thì maybe Su Phương sẽ khúc đầu làm việc á, Phương sẽ zoom, kiểu như Phương sẽ đặt tả thêm làm việc xong rồi chuyển giấy hay sao đó, kiểu nó đổi nhiều cảnh hơn để người ta cuốn hơn, mình kiểu mình bắt cận cái miệng mình ăn, xong mình bắt kiện mình quậy quậy cái chìa khóa kiểu vậy á mọi người. Nói chung là Huy thấy kiểu bạn này cũng là một người có follow khoảng tầm đồng mọi người có follow là gì trời, có nhiều follow hơn 100,000 follow mà. Với lại kiểu bạn cũng kiểu có kinh nghiệm ship máy, ship góc quay rồi đó, thì bạn có thể, nếu như được và bạn đủ thích chương trình thì bạn hãy quay lại thêm một cái POV khác nữa. Và Huy mong là nếu như mà bạn đã lỡ quay lại thì bạn có thể làm một dĩa thịt hơn được. Huy thật sự có vấn đề với những đĩa thịt mọi người ơi. Quan trọng là một dĩa khác cũng được, không phải dĩa thịt cũng được, nhưng mà nó làm sao phải cho hàm ý nó liên quan đến kiểu thịt của Hoàng Yến thì nó vẫn mới hay hơn, chứ chìa khóa là liên quan đến thịt của Hoàng Yến. Nếu không, có nghĩa là cái gì khác cũng được, không phải dĩa thịt cũng được, nhưng mà có gì nó liên quan đến thịt của Hoàng Yến đi cho nó sát câu chuyện đi. Và với lại kiểu thực ra thì sát cái là liên quan đến câu chuyện thôi, nhưng mà bạn có, nếu như bạn làm cho khi mà Huy coi hay cho cô coi á, mà cái clip đó nó biến thể sang một cái kết khác, hay là nó có những cái tình tiết khác với lại kịch bản gốc đó, thì nó sẽ hay hơn. Trời ơi, gốc cam thôi. Thôi chuyển cảnh nha. Trời ơi, em không ăn nữa. Em ăn rồi anh ăn đi. Thịt này thịt gì mà ngon dữ rồi ta. Thịt này anh đã ăn qua rồi đó. Ăn qua rồi hả? Sao anh không nhớ ta? Thịt này có tên là Hoàng Yến. Tức quá. Tức quá anh ơi. Đây. Bây giờ Huy có một lời khen là anh này đầu tư quay một quán cà phê. Rồi, màu quán sắc, cà phê quần đẹp. Áo rất đẹp. Ok. Nhưng mà có nghĩa là có em thấy được nhiều hơn những điểm như này, giống kiểu như là nhạc bị dịch. Có nghĩa là nhạc giống kiểu đang to xong nó bị dịch nhỏ lại vì chuyển cảnh, vì chuyển sang một góc máy quay khác. Cái thứ hai là cái cuối là... Ủa đâu rồi? Cái cuối là anh ăn... Ủa đâu rồi? Cho xem lại tí. Ok là đi rồi. Ok là anh định nhè ra rồi. Sau này anh lại bỏ lại ông ấy là cái thịt Hoàng Yến rồi thì anh lại anh nhè ra, anh lại bỏ vào một trong nhè lại làm gì đúng không? Em phản ứng chậm hiểu không? Nghĩa là thịt Hoàng Yến nhưng mà cắn một cái. Cắn lại lần nữa sẽ gọi đúng cái mới nhè. Mùi thì quen đó. Em thấy clip này là anh Quân bị hơi đang hơi tham, hơi bỏ hiệu ứng quá nhiều. Chị nghĩ là cái hiệu ứng này là anh chỉnh trực tiếp trên đây luôn. Nên là nó bị dịch nhạc đúng không? Ok. Như là cái khúc cuối là kêu Hoàng Yến rồi mà ổng vẫn cắn cái nha. Cắn thêm cái nữa thang, cắn thêm cái nữa xem bạn cắn cái rồi, chứ nó nhẹ ra. Thôi mà vẫn khen trên này là chọn quán cà phê đẹp quay. Thì em nghĩ là anh đều. Em nghĩ là anh nên quay lại. Anh nên chọn lại quán cà phê. Mình quay mình ra lại cái quán này, nhưng mà mình bớt hiệu ứng nè. Mình bớt hiệu ứng nè. Với gì nữa ta? Bớt nhảy sáng lại. Với lại cái góc toàn với góc cận nó phải rõ ràng hơn xíu á. Tại mấy cái cận nó cũng chưa cận lắm, phải cận gì luôn. Trời. Ủa, em không ăn nữa. Em ăn rồi anh ăn đi. Thịt này thịt gì mà ngon dữ rồi ta. Thịt này anh đã ăn qua rồi đó. Thịt này có tên là Hoàng Yến. Nó được cái khúc đầu mà mình bắt cận cái nồi thịt với cái lại thịt bước sâu, vô sâu, rồi. Nghe hay đó, nhìn hay thì đó. Cái khúc này á hả, mình đặt cái cam sau, mình kiểu bối cảnh thêm chứ mình chuyển cảnh thêm xíu là quá ok rồi. Này nọ gì cũng được, có thêm vài cái cảnh đặt tả thêm xíu nữa. Nhưng mà nãy tôi nói là tôi không khuyên mọi người là đặt một cái góc máy xong nhìn thẳng vô nha. Mọi người, tại tôi thích những cái góc quay mà sáng tạo, linh hoạt á. Những cái góc quay như vậy nó sẽ thu hút được tôi, và tôi nghĩ là nó cũng sẽ làm cho cái clip nhìn nó cuốn hơn á. Kiểu nếu như mà quay mà kiểu như kiểu khi bạn coi một video mà bạn kiểu nhấp lệch thì kiểu người coi người ta sẽ bị khó chịu. Hay quá, mày suốt ngày nhấp lệch. Đó hồi trước thôi chứ, nhưng mà hồi trước em nhấp lệch có chủ ý chị ơi. Không trời. Đúng đó. Nhấp lệch là nhiều view thôi. Người ta là nhấp lệch có chủ ý. Đó, em thích. Effect này là nó dành cho những content vui nha. Như giật 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 vậy nè. Nghĩ là chỉ nên zoom nhẹ vô thôi là nó đủ kịch tính rồi.
Rồi với lại kiểu Huy có bấm vô trên cá nhân của bạn Bảo, bạn Ngọc Bảo thì Huy thấy là 1.3 triệu follow, hơn Huy rất nhiều nha. Nhưng mà với kiểu như là bạn, cái này mới content kiểu Mario kể chuyện của bạn rất là nổi, nhưng mà khi mà bạn qua làm POV ấy thì nó lại không được nhận được nhiều đón nhận là lắm. Thì đó nên là em nghĩ là đúng kiểu nhiều bạn thắc mắc là cái lượng follow với lại cái lượng view mà các bạn có trước đó có thực sự quan trọng không á. Thì Huy nghĩ là kiểu trong cuộc thi này nó cũng không quan trọng lắm, tại vì như các bạn thấy là những các bạn có tầm khoảng 100-200 follow thôi mà làm một cái clip dự thi như thế này được mấy trăm view, mấy trăm ngàn view đúng không? Trong khi bạn này bạn nó có khoảng 1.3 triệu view, nhưng mà khi đăng clip này mặc dù là mới đăng 40 phút chưa bắt đầu chạy view từ 1 tiếng đổ đi, nhưng mà cái view có được từ 40 phút trước nó cũng không có nhiều lắm á. Thì trong cái đề thi lần này á, Phương thấy cái yếu tố là sáng tạo với diễn xuất là được đề cao nhất, cho nên nếu như bạn cảm thấy vẫn chưa hài lòng với cái sản phẩm của mình á, bạn hoàn toàn có thể làm lại. Không, em nghĩ bạn này nên làm lại, tại vì Huy thấy là bạn này có thẳng 1.3 triệu lượt follow, có nghĩa là có một lượng fan hùng hậu trước đó rồi. Nếu như bạn làm một clip chỉnh chu được nhiều rồi đó thì ví dụ nha, ví dụ giờ cũng content này mà bạn mặc cái bộ đồ Mario bạn làm coi. Có đồ Mario nữa. Ví dụ như con ở trong Mario nó hình như hay ăn nấm hay ăn gì đúng không? Có nghĩa là Mario đó, nó bạn ăn làm cái gì, đúng nó rồi. Dùng cái đồ ăn của Mario luôn. Bạn làm cái chủ đề này đúng nhưng rồi. Mà cái concept là Mario giống như Mario bạn hay làm, bạn thử thôi. Có Mario nữa. Thì lỡ như nó lại lên thì sao? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi lại nha. Cô vợ tìm thấy chiếc nhẫn anh chồng sắp tặng Tiểu Tam. Mặt bà ác quá. Trời ơi. Em không ăn nữa. Em ăn rồi anh ăn đi. Ê, nhép khớp nha. Như giọng bả luôn á. Thịt này thịt gì mà ngon dữ rồi ta. Thịt này anh đã ăn qua rồi đó. Ăn qua rồi hả? Sao anh không nhớ ta? Thịt này có tên là Hoàng Yến. À, nhận của Hoàng Yến là hay sao? Cái nhẫn em thấy trong túi áo, em cảm ơn chồng nha. Cô vợ, đây là cái video cô vợ tìm thấy chiếc nhẫn anh chồng sắp tặng Tiểu Tam. À, tôi thấy là bà bạn này có kiểu như có một thêm ý tưởng, ý là đổi vào một cái sáng tạo ra một cái ý tưởng khác, nhưng mà như tôi vẫn muốn là bạn có thể quay nhiều góc quay hơn, giống như maybe bạn không muốn nhìn thấy mặt của bạn nam thì thay vì là nếu như mình thấy bạn có đổi góc nhưng mà nó chỉ là một cái góc dày hoặc là cận mặt bạn hơn xong nó lại như dày thì nó không có cái khác biệt ở cái góc đó. Nói chung là cái góc đó với góc trước của bạn nó không khác biệt nhiều lắm. Giống như là xa hơn và gần hơn thôi. Tôi recommend nếu như mà bạn giống như là nếu như không muốn thấy mặt bạn nam, ví dụ bạn quay cái góc này hoặc là bạn có thể quay cái góc nghiêng bên này, góc qua vai như vậy nè. Hoặc là có thể quay cái góc kiểu như đằng sau gáy á, chỉ thấy cái khum xuống nhà kiểu gì nè. Có nghĩa là cũng được. Quay cái này thì bạn có thể lấy, nếu như bạn không thấy mặt bạn nam, bạn có thể lấy môi bạn nam hoặc là bạn có thể lấy cái đằng sau lưng hai người ngồi tay, hành động tay khi nói chuyện với bạn nữ cũng được. Nếu như bạn thấy em thấy bạn có thêm cái tình tiết mà lấy nhẫn á, có thể bạn tôi thấy là bà này có đầu tư lắm nha, kiểu như làm cái dĩa thịt này, rồi cái bó bông rồi cái nhẫn nữa. Có nghĩa là đặc tả thêm cái vụ nhẫn và bông cũng được, cái bộ bông bạn đầu đông bạn đầu à, đó nến đồ nữa nha, set up luôn rồi đó. Nghĩa là em, nhưng mà có đầu tư, như em thấy cái cảnh trước và cảnh sau nó không liên quan á. Ý là tôi nghĩ cái này nó liên quan cái vấn đề mà giống như là khi mà mình mới bắt đầu làm, cho nên là bạn chưa biết cách sắp xếp cái đường dây đâu. Khi mà bạn biết sắp xếp thì nó sẽ ok, tại vì cơ bản là bạn đã biết kiểu đầu tư setup này nọ rồi. Thì Huy thấy là với các tình tiết mà bạn nó thêm vô như kiểu trong clip này thì bạn đã có đầu tư và kiểu chỉnh màu cũng ok nữa, nên là nếu như mà bạn đủ thích, yêu thích chương trình này thì bạn, Huy nghĩ là bạn nên quay lại một clip khác với một cái góc máy nó đa dạng hơn, một cái kiểu cảnh trước với cảnh sau nó sẽ có liên quan với nhau hơn thì coi clip nó sẽ cuốn hơn. Nói chung là bạn thay đổi góc làm sao cho đừng có góc trước và góc sau nó chỉ giữ nguyên một, nó chỉ nói chung là không phải giữ nguyên mà nó na ná góc một trước. Thì ví dụ bạn thấy là nếu như mà quay na ná như vậy thì chuyển góc để làm cái gì, kiểu bạn thử tập trung qua mấy góc toàn như hồi nãy chị cho cô nói, quét đằng sau lưng hay là góc xa xa sao đó, góc toàn góc chung gì đó làm sao cho nó đa dạng góc hơn là được. Và cái reaction của tụi tôi đến đây là kết thúc rồi mọi người. Thì từ giờ cho đến hết vòng 2 thì tụi tôi sẽ reaction rất là thường xuyên để có thể góp ý cho các bạn nếu như mà các bạn muốn quay lại. Thực ra thì góp ý để các bạn có thể làm tốt hơn thôi, tại vì số lượng mà video mà các bạn có thể làm là vô hạn, bạn muốn làm bao nhiêu video cũng được. Đúng rồi. Thì nói chung là đến ngày 27 của tháng này đó là hết hạn tham gia vòng 2 rồi, nên là các bạn nào mà chưa làm clip hay là các bạn nào muốn bổ sung thêm những clip khác thì hãy nhặt chân lên ít nhất là trước ngày 27 để tham dự cuộc thi.
Ok. Bye bye. Bye bye. Nhớ làm lại nha. Bye bye.